Nhật Kim Anh vẫn phải để bé tin cho gia đình chồng cũ nuôi. Sáng ngày 5 tháng 7 diễn ra phiên tòa cuối cùng do chồng cũ Diệp Lâm Anh kháng cáo đòi quyền nuôi cả hai con. cả Diệp Lâm Anh và chồng cũ là doanh nhân Đức Phạm đều có mặt tại phiên tòa. Nữ người mẫu khá lo lắng trước phiên tòa. Vào ngày 14 tháng 3 theo giấy triệu tập của tòa, đại diện của Diệp Lâm Anh và nghiêm Đức đã đến tòa làm việc với thẩm phán. Sau khi có phán quyết của tòa sơ thẩm, doanh nhân Đức Phạm đã kháng cáo. Theo phán quyết của tòa nhân dân quận 1. Diệp Lâm Anh được quyền nuôi con gái 4 tuổi, doanh nhân Đức Phạm nuôi con trai 3 tuổi. Trong phiên tòa sơ thẩm, Đức Phạm cho rằng Diệp Lâm Anh làm lĩnh vực showbiz nên giờ rất không ổn định. Anh và gia đình muốn nuôi cả hai con vì đảm bảo cho chúng có môi trường sống và học tập tốt. Trong khi đó, Diệp Lâm Anh cho hay nguyện vọng của cô là được nuôi hai bé cùng sự hỗ trợ từ chồng cũ. Cô cũng cho biết hiện đã chuyển sang nhà mới, hạn chế hoạt động nghệ thuật để ưu tiên thời gian cho hai con. Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm giải quyết việc ly hôn vào đầu tháng 12 năm 2022, Diệp Lâm Anh đã mất quyền nuôi con trai. Theo kết quả được công bố, Nghiêm Đức sẽ nhận trách nhiệm chăm sóc con trai, còn Diệp Lâm Anh chăm sóc cho bé gái xuất hiện tại một sự kiện đầu tháng 2 năm 2023, Diệp Lâm Anh cho biết sau ồn ào ly hôn, kiện tụng, giành quyền nuôi con, cô đã dần lấy lại tinh thần, quay trở lại với các hoạt động showbiz và công việc kinh doanh. Diệp Lâm Anh cũng tiết lộ giờ đây việc thắng thua với cô không quan trọng vì dù sao cả hai cũng đã từng là một gia đình. Mới đây, Nhật Kim Anh cũng đã có những dòng tâm sự ngắn với truyền thông về đời tư. Nữ diễn viên cho biết trong thời gian ly hôn tôi chưa kinh doanh nhiều nên đã quyết định nhường quyền nuôi con nhường quyền nuôi con chứ không phải mất quyền nuôi con trước khi ly hôn thì tôi đã lỡ ký hợp đồng phim nên không thể nào bỏ dở sau khi nhường quyền nuôi con thì tôi quyết định kinh doanh thực ra tôi có thể giành quyền nuôi con được nhưng tôi thương con không muốn con rong ruổi theo tôi hết đầu đường xó chợ cơm hàng cháo chợ Tôi có gặp con nhưng chỉ được tới nhà, vào nhà thăm con. Tôi thường đi làm, đi diễn, đi công tác. Rồi thứ bảy chủ nhật lại về thăm con, chơi với con rồi thứ hai lại lên Sài Gòn. Khi tôi chở con đi học vào sáng thứ hai, bé ôm tôi chặt cứng rồi nói Mẹ ơi mẹ đừng có đi nữa, mẹ ở nhà với tin đi. Khi con nói điều đó tôi không chịu được. Thực sự tôi muốn bỏ hết tất cả mọi thứ để dành thời gian cho con. Nhưng tôi bỏ không được. Tôi bỏ hết thì ai nuôi mình, ai nuôi gia đình, ai lo tương lai cho con. Thực sự tôi bỏ không được. Nữ diễn viên nghẹn ngào. Năm 2014, Nhật Kim Anh kết hôn với doanh nhân Biểu Lộc, từ đó sinh con trai Biểu Long. Cuối 2017, cả hai lục đục tình cảm. Và đến đầu tháng 6 năm 2019 thì cả hai xác nhận ly hôn. Sau khi đã tiết lộ đường ai nấy đi với Biểu Lộc, cuộc sống của Nhật Kim Anh gặp khá nhiều sóng gió. Cô thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái buồn bã mệt mỏi. Nguyên nhân chính dẫn đến tình cảnh này là xuất phát từ nỗi uất ức bức xúc của cô dành cho chồng cũ vì không được gặp con sau ly hôn. Theo Nhật Kim Anh, trước khi lên tiếng tố chồng cũ không cho mình gặp con... Cô đã trằn trọc suy nghĩ rất nhiều. Nhật Kim Anh từng cắn răng chịu đựng, chấp nhận im lặng suốt thời gian qua. Thế nhưng, càng nhẫn nhịn thì chồng càng lấn tới, khiến mọi chuyện dần vượt qua giới hạn chịu đựng. Đỉnh điểm là việc, rất nhiều lần anh Lộc không muốn cho tôi được tiếp xúc với con, được gần gũi con trai mình. Tôi đã chờ đợi suốt hai mùa hè rồi và đến đợt hè năm nay, tôi muốn được dẫn con trai lên Sài Gòn để đưa con đi chơi. Nhưng anh không đồng ý, chỉ cho phép tôi về Cần Thơ gặp con. Điều đó khiến tôi rất bức xúc, nữ diễn viên chia